Âm thanh Đức Hạnh xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay âm thanh Đức Hạnh có về một số cặp loa rất đẹp. Về được hôm nay về được 6 đôi. Còn thì đầu tiên là một cặp Onkyo. Rất đẹp. Đây là dòng sản xuất đời cuối của Onkyo, dòng D. Còn rất hiếm, các bác nào có nhu cầu hãy nhanh tay alo ngay. Cặp này thì có, rất đẹp. À, như bóc xốp. Và tuner S180 ba la mã. Vâng, đẹp xuất sắc. CS F99A cũng đẹp xuất sắc. Hàng này thì không phải giới thiệu nhiều về chất âm các bác nhá. Rất là hay. Tuyệt vời. Rồi, mọi cái đẹp vuông thành sáu cạnh. 180 ba la mã này. Các bác nhìn này. Rất nét. Đẹp Win Vega VS120. Tiếng bass được mệnh danh là dòng sạc Win là bom. Vâng, tiếng bass thì rất sâu và mạnh. Bác nào thích chơi nhạc mạnh thì những cặp loa sạc Win nó là cái sở trường của bác luôn. Dễ ghép âm ly. Koran X7. Hàng khủng. Hàng này rất là ít gặp. Và các bác nhìn chung bass với tép nhìn đã kết rồi. Cặp loa này nó đẹp tuyệt vời luôn, tiếng rất là mạnh và vẫn là dễ gặp Oli. Thời gian sắp tới âm thanh Đức Hạnh còn chuyển về nhiều, còn chuyển về rất nhiều các dòng loa nghe nhạc và cao cấp để phục vụ tất cả các chú các bác có cái niềm đam mê. Và thì các bác vui lòng nhấn nút đăng ký để được cập nhật tất cả các sản phẩm mới về. Và các bác hãy cùng đồng hành cùng với âm thanh Đức Hạnh để cập nhật những sản phẩm mới và có những tư vấn sát thực nhất về cái thú chơi tao nhã. Rồi, em cập nhật cho các bác là sản phẩm mới về ngày hôm nay thì là em cũng sẽ có một cái bài chi tiết để đánh giá và phân tích từng sản phẩm một cho các bác cùng tìm hiểu. Vâng, các bác có nhu cầu về sản phẩm nào thì liên hệ với âm thanh Đức Hạnh theo số máy 0948 403 966, sao đỏ Chí Linh Hải Dương và giao hàng toàn quốc. Và tất cả hàng về với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì nó là hàng lựa chọn kỹ, rất là kỹ và sạch đẹp. Vâng, em xin chào các bác nhé.